Xin chào, hiện nay thì mình đã điền răng đến tháng thứ 3. Và vì là mình về Việt Nam cho nên là khoảng 3 tháng liền, 3 tháng hè ấy, tháng 6, 7, 8 mình sẽ không thể nào đến tái khám và gặp bác sĩ được. Chính vì thế mà mình về Việt Nam mình đã đến gặp bác sĩ nha khoa của Việt Nam. Mình kiểm tra xem là cái mắc cai của mình có ổn không, bởi mình sợ nhỡ đang ăn loại rơi cái. Bởi về Việt Nam ăn gì cũng ngon, và nhất là ăn gà ta. Ở bên kia thì toàn gà là gà công nghiệp mềm như ăn đậu ấy. Ăn gà ta thì nó dai nhưng mà rất là ngon, dai giòn. Chính vì thế mà mình gặp bác sĩ thì bởi vì khả năng là kiểu sợ là ăn thịt gà nó sẽ nhét vào cái chân răng ấy nên nó ngứa ngứa, theo đi khám bác sĩ thì cũng bác sĩ nói rằng là đánh răng khá là sạch sẽ, không có vấn đề gì cả. Và cái bộ dụng cụ đánh răng của mình mọi người biết không, bộ dụng cụ đánh răng lúc nào cũng đi theo là hai cái này đó. Cái này thì là hạt đánh răng bình thường như mọi người thôi, nhưng mà cái này này mọi người xem nó bé xíu như thế này này, xong là mình sẽ cho vào, mình chải vào những cái chân răng số 7, số 6, số 7 ấy, nó sâu bên trong nên là mình phải cho vào, mình chải thì nó sẽ sạch hơn, sạch sẽ hơn. Và bác sĩ nói rằng là mình đang phải trải qua cái giai đoạn đầu tiên của niềng răng. Và niềng răng thì gồm có các giai đoạn nào? Gồm có tổng cộng là 5 giai đoạn niềng răng. Giai đoạn đầu tiên nó là giai đoạn làm thẳng răng. Và cái giai đoạn này thì như mọi người, nếu mọi người xem cái video đầu tiên của mình ấy, thì mọi người sẽ thấy là răng của mình, hai cái răng thỏ ấy, nó chìa ra, và đặc biệt là khi mình bị ngã nó còn rôn ra nhiều hơn cơ. Và cái răng răng khểnh của mình này đấy, từ tháng đầu tiên so với bây giờ thì răng khểnh của mình mất luôn. Và do cái khi mà niềng răng ấy thì bác sĩ là thường phải nhổ răng, và cái chuyện nhổ răng đó nó là chuyện bình thường. Đối với những bạn nào mà hô răng nặng thì sẽ nhổ từ 4 cho đến 5 cái, còn mình là mình chỉ cần nhổ hai cái răng số 4 ở trên hàm trên thôi, bởi vì là mình chỉ cần đẩy hai cái răng số hai răng can cửa vào bên trong, mình nói hô nhẹ mà đấy. Thì mọi người xem cái khoảng trống của nó nhé, đây đó. Đó, cái răng số 4 ấy thì là nhổ đi thì mọi người thấy cái khoảng trống rất là to đúng không? Và cái khoảng trống đấy thì nó mất trong khoảng là 4 cho đến 6 tháng để làm đầy cái khoảng trống răng. Đây là cái giai đoạn đầu tiên là bác sĩ phải làm thẳng răng, và từ 2 tháng cho đến 6 tháng thì bác sĩ phải thay cung răng. Là thay cái dây cung răng như là như cái video đầu tiên của mình, thì cái cung răng ấy nó nhỏ xíu như là cái chỉ ấy, gọi là chỉ thép. Thế nhưng mà đến tháng thứ 3 trước khi mà mình về Việt Nam thì nó bác sĩ sẽ thay cái cung nó to hơn để tăng cái lực siết. Chính vì thế mà tăng cái lực siết răng lên là mình sẽ cảm thấy nó đau nhức và mình không ăn được. Thì cái tháng đầu tiên nếu mình chủ yếu là ăn cháo đó, thì là thực ra thì nó cũng trong khả năng chịu đựng được trên, là mọi người cứ yên tâm. Và tiếp theo thì là đến cái giai đoạn là điều chỉnh chân răng đó, đấy là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn bác sĩ sẽ điều chỉnh chân răng. Và ở cái giai đoạn này thì là khi mà răng đã thẳng hàng, khá là thẳng hàng, bác sĩ sẽ tiến hành điều chỉnh cái chân răng. Và giai đoạn này thì nó thường kéo dài từ 2 cho đến 4 tháng, và sau cái khoảng thời gian này thì trục răng của mình nó sẽ thẳng. Và cái giai đoạn niềng răng thứ ba ấy thì bác sĩ nói rằng là khi mà trục răng và cái chân răng nó đã điều chỉnh tương đối là đều hơn thì là nó sẽ giúp răng của mình dịch chuyển về cái vị trí đúng như là cái phác đồ điều trị mà bác sĩ đặt ra cho mình. Và giai đoạn này thì nó kéo dài tầm khoảng từ 4 cho đến 8 tháng, tùy vào cái răng và cái khả năng di chuyển răng của bạn. Giai đoạn này thì còn có thể giúp bạn quan sát được là bác sĩ nói là cái khuôn hàm và khuôn mặt của mình nó sẽ điều chỉnh đẹp hơn, cân đối hơn. Ví dụ như là cái răng số 6 của mình bắt đầu từ năm thì lớp 9 ấy là mình bị sâu hay cứ đi hàn, xong dần dần mình cũng chẳng để ý, xong nó mất luôn cái răng số 6 đấy. Thế là cuối cùng mình chỉ nhai ở bên trái này thôi. Thế mình nhai ở bên trái nhiều đến mức mà hai cái khớp răng ấy nó hơi bị lệch khớp cắn, và nụ cười của mình cũng hơi méo méo đi mọi người nhé. Đấy, giai đoạn thứ tư thì đến giai đoạn thứ tư ấy, nó là chính là đóng khớp theo chiều đứng. Nghĩa là mình đã đóng khoảng rồi, bây giờ phải đóng khớp theo chiều đứng. Và để đảm bảo được cái khả năng ăn nhai sau khi mà chỉnh nha, bởi vì khi cái thời gian đầu mà mình niềng răng mình cảm giác ồ khớp cắn nó lệch hết cả đi, xong rồi mình cắn nó không cắn được, nhưng mà nhai nó cứ lổn lổn lổn, miễn là nuốt được vào ăn cho no là được, chứ không nhai kỹ như khi mà trước đây mình chưa niềng răng đó. Thì cái giai đoạn thứ tư này bác sĩ sẽ cho mình đeo chun liên hàm từ hàm trên xuống hàm dưới, là kéo từ ngoài vào trong, và để nó điều chỉnh thẳng đứng, làm cho cái khớp răng của mình nó chuẩn, mình nhai các thứ nó chuẩn ấy. Và cái giai đoạn này thì nó thường diễn ra trong khoảng từ 2 cho đến 8 tuần. Đó. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn duy trì. Nếu khi đó thì khả năng là mình sẽ được tháo cái, bác sĩ nói là sau cái giai đoạn mà mình tháo cái mắc cài ra thì cái giai đoạn duy trì rất là quan trọng. Và chính vì thế là bác sĩ nói rằng là giai đoạn này của mình là đang trong giai đoạn là làm khít khoảng răng.